tỉnh Hải Dương. Xuất thân trong một gia đình bần nông, mồ côi bố mẹ từ khi lên 6 tuổi, sau đó được gửi vào chùa tu tập với nhà sư chùa Hải Triều, chùa Giám ngày nay, và được nhà sư cho ăn học ở chùa Keo. Vào năm Tân Mão 1351, khi mới có 22 tuổi, ông đã đỗ thái học sinh dưới triều vua Trần Dụ Tông, nhưng nhất quyết ông không ra làm quan mà quay lại chùa, tiếp tục con đường tu hành. Đến năm 1374, ông lại đậu đệ nhị giáp tiến sĩ, tức hoàng giáp, nhưng vẫn cương quyết giữ vững con đường tu hành và tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu y học cổ truyền, làm thuốc chữa bệnh cứu người. Tuệ Tĩnh là một vị danh y tài giỏi, khá nổi tiếng với những kiến thức y dược uyên bác. Cũng chính vậy, đến năm 1385, khi ông mới 50 năm tuổi thì bị cống sang chữa bệnh cho vua và hoàng hậu nhà Minh và được phong là đại y thiền sư. Sau khi cứu người thành công, kể từ đây ông không còn cơ hội quay lại quê hương dù chỉ một lần. Thế nhưng Tuệ Tĩnh vẫn dồn toàn tâm toàn sức để nghiên cứu y học và làm thuốc. Sau này người ta chỉ biết ông qua đời tại Giang Nam, Trung Quốc, chứ không chắc chắn là năm nào. Quan điểm y học của Tuệ Tĩnh thiền sư. Đối với Tuệ Tĩnh, ông không chỉ học y, hành y, không chỉ đơn giản là cứu người mà còn tổ chức viết sách để lưu truyền những bài thuốc nam đến với nhân dân. Ông dạy nhân dân cách trồng thuốc chữa bệnh cho đến chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh tật. Có thể nói đây là tư tưởng cực kỳ tiến bộ của y học. Quan điểm hành nghề, nguyên tắc điều trị của ông không chỉ xuất phát từ lý tính mà còn có sự kết hợp giữa y đức, lòng yêu nước, thương dân. Ông luôn lo lắng con dân phải chết vì bệnh tật. Do vậy, ông luôn cố gắng dày công kiếm tìm những cây thuốc quanh mình để đưa vào chữa bệnh. Ngoài ra, ông còn kết hợp sử dụng các phương pháp như xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt với chủ trương bế tinh, dưỡng khí, tồn thần, thanh tâm quả dục, thủ chân, luyện hình. Đến nay, đã gần 10 thế kỷ, nhưng những phương pháp châm ngôn hành nghề y của thiền sư Tuệ Tĩnh vẫn được lưu truyền, áp dụng thành công, thậm chí trở thành kim chỉ nam cho những danh y sau này, trong đó điển hình nhất là Hải Thượng Lãn Ông. Những thành tựu y học của vị danh y nổi tiếng. Những năm tháng sinh sống tại Việt Nam, ông dốc toàn tâm toàn lực vào việc trồng thuốc, sưu tầm kinh nghiệm chữa bệnh cũng như truyền nghề cho các học trò nhân dân. Bên cạnh đó, ông còn tập trung viết sách để lưu giữ lại những bí quyết bài thuốc trị bệnh quý báu, trong đó nổi tiếng là bộ Nam Dược Thần Hiệu với 10 chương chính, bộ sách Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư 2 quyển với bản thảo 500 vị thuốc nam, bài Phú Thuốc Nam 630 vị thuốc, một số bộ sách khác như Dược Tính Chỉ Nam và Thập Tam Phương Gia Giảm, nhưng không còn nguyên vẹn do giặc ngoại xâm sang chiếm nước ta và phá hủy nhiều tịch thư lớn. Theo đó, đến năm 1972, nhà xuất bản y học đã tiến hành in ấn, phát hành cuốn Nam Dược Thần Hiệu với một bộ
11 cuốn. Quyển đầu tiên nói về dược tính của 119 vị thuốc nam. 10 quyển còn lại, mỗi quyển đi sâu về một khoa điều trị bệnh. Còn cuốn Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư của Tuệ Tĩnh cũng được in năm 1978, gồm 9 phần, dày gần 400 trang. Đặc biệt, danh y Tuệ Tĩnh còn tự mình truyền bá những phương pháp ghi nhớ công ơn của ông với nước. Nhà vua Lê đã xây dựng đền bia thờ thiền sư Tuệ Tĩnh ở xã Cẩm Văn, Cẩm Phú, ở chùa Hải Triều, làng Yên Trung, nay là chùa Giám, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng. Sau đó, đến năm 1936, năm 2007, đền được trùng tu lại. Đền bia gồm 3 tòa là tiền tế, nhị đệ, cuối cùng là hậu cung theo lối kiến trúc tiền nhất hậu đình. Trong đó, ở hậu cung, trong khám thờ tượng Tuệ Tĩnh với hình ảnh một bức tượng đồng ngồi trên ngai nhỏ, mặc áo thêu hình rồng, đầu đội khay, mắt sáng, râu dài, hai tay chắp trước ngực. Theo các sử sách trong chùa ghi lại cho biết, bức tượng này do chính nhân dân làng Văn Thai tự tay đúc từ những ngày đầu xây dựng đền. Qua cách tạc hình, tư thế của tượng có thấy nhân dân đã đặt vị trí của Tuệ Tĩnh như là một vị Bồ Tát hóa thân cứu dân của Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Không chỉ được thờ tại Hải Dương, thiền y còn được nhân dân xã Yên Lư, huyện Thủy Nguyên, ngoại thành Hải Phòng lập đền thờ mang tên Thành Hoàng, có sắc phong là Thượng Thượng Đẳng Phúc Thần vào năm 1572.